một số các cái phân tích kỹ thuật của trade coin và các điểm mua 1 và mua 2, thậm chí chúng ta có 3 điểm mua M1, M2, M3. Thì trước mắt đây là những cái mô hình cơ bản của nó và các nghi nhịp khi mà đang lên chúng ta không đoán xuống. Chúng ta chỉ short future khi mà chúng ta có được những cái tư duy chắc chắn về phân tích kỹ thuật. Một số bạn cũng cho rằng là phân tích kỹ thuật nó có rất nhiều trường phái, có thể có các cái trường phái như chỉ riêng Ichimoku thôi hay là BB thôi hay MA, IMA hay các chuyên gia nó dùng MA, CD chẳng hạn như thế. Đấy. Thế rồi rất nhiều các trường phái nhiều lắm, nó stop tích. Rồi trường phái đơn giản nhất đó là breakout à, chỉ một cái đường thẳng và một kẻ vẽ thôi. Nhưng càng chuyên nghiệp thì chúng ta sẽ càng đơn giản hóa các cái yếu tố phân tích kỹ thuật và các cái indicator. À, giống như các chuyên gia họ chỉ cần kẻ một vài đường thẳng thôi và tiên đoán các cái sóng của Elliott nhưng để thông tin một cách cơ bản nhất chúng ta phải học rất là bài bản để chúng ta hiểu rõ được và các cái indicator nó giúp cho chúng ta định vị quá khứ để dự đoán tương lai nhưng như tôi nói thì phân tích kỹ thuật nó là trò lừa đảo rất nhiều nhưng mà chúng ta bám vào đó để chúng ta biết được là 70% nó sẽ theo tiên đoán nhưng mà khi mà gì nó phi kỹ thuật thì nó sẽ làm cho chúng ta bất thình lình và chúng ta sẽ bị cháy tài khoản nếu trong trường hợp chúng ta quá tin nó Ôn in vào nó Rất nhiều người đã ôn in vào phân tích kỹ thuật đấy Ngoài ra Thì Chúng ta phải biết được phân tích kỹ thuật Nó là định hướng của nhà cái Cho nên chúng ta cũng phải Dựa vào đó để chúng ta còn xem tin tức nữa còn xem được hành động giá nữa Nhưng mà vấn đề đây chúng ta sẽ xem Cái phương pháp này nó rất là đơn giản thôi hãy nghĩ đơn giản hóa Giá là sự nhắc lại của quá khứ và nó tìm về các điểm giữa của Ichimoku và xem đám mây để làm gì Chúng ta có Hôm nay thì chúng ta có cách và bếch đúng không ạ các cái chủng loại bánh ví dụ như là chúng ta muốn đu đỉnh chúng ta phải tìm các điểm à, hồi của giá và bây giờ cái vùng hồi của giá nó rơi vào khoảng tầm ba năm và bốn thì chúng ta mới đu đấy là gọi là điểm mua hai đúng không ạ ichi vẫn rất rất mỏng chứ tỏ lực nó mạnh đúng không ạ đám mây vẫn chưa đổi màu chứng tỏ giá chưa đảo chiều pen mở ra đó ví dụ như vậy và tại H4 chúng ta nhìn thấy BTC BTC bây giờ nó đang ở vùng đám mây ở trên đang tịnh tiến và nó nằm ở trên Bollinger Band các cây nến nằm ở trên Bollinger Band giá điều chỉnh về đường giữa của Bollinger Band và Ichimoku khiến cho giá đã nó có khả năng là điều chỉnh ở các mốc 53, 52 sau đó nó sẽ nhắc lại ở quá khứ ở các vùng 56 đấy là các cái phân tích của của chúng ta à, Matic đây cũng thế nếu mà chúng ta đu đỉnh chúng ta có sợ không đúng không ạ à, nhưng vấn đề giá của Matic nó đang lên sau nó hồi xuống đường giữa của Bollinger Band và các cái điểm bắt của chúng ta là các điểm mua hai sau đó chờ nó hồi về các giữa vùng giữa của Ichimoku thì sẽ tốt hơn nhưng thực tế là gì ạ à? chúng ta sẽ mua nhỏ dần ở các vùng điều chỉnh các cây nến xuống đấy Matic đấy lực nó rất khỏe rồi ENG BTC đúng không ENG đây ENG BTC đó chúng ta sẽ nhìn thấy ở các cái mốc giá các đường viền của đám mây nó vẫn đi lên trên sau đó điều chỉnh về giữa đám mây tức ENG nó rơi vào à, vùng 4 4500 Satoshi đây là theo Bitcoin và lúc này chúng ta mua ở Bitcoin trong tình trạng này chúng ta vẫn có lợi hơn là mua ở USDT nhưng chúng ta thường mua ở USDT ENG nó sẽ rơi vào ở các cái vùng 2.5 đô là các vùng mua mặc dù nó lên rồi nhưng nếu chúng ta đủ đỉnh chúng ta phải có cái lượng tiền để mua ở điểm M2 M2 đó là các vùng ở giữa của đám mây Ichimoku và Bollinger Band đó. Rồi Lina, Lina vượt cản, Lina vượt cản. Các đám mây đổi màu đúng không ạ? Có một cái sức mạnh bật lên trên đám mây Ichimoku chứng tỏ giá còn lên nữa, giá trên đám mây là nó còn lên nữa. Do vậy là Lina nó sẽ phật mạnh cộng với lại các cái đường viền của đám mây nó tạo ra một cái đổi màu và đây là cái vùng đổi màu chứng tỏ là màu xanh nó bắt đầu mở ra đúng không? Đám mây màu hồng chuyển sang màu xanh, từ đó chúng ta có dự đoán Lina rơi vào 0.1 và 0.12. Đấy là điểm kỳ vọng của Lina. Và ở video tiếp theo tôi sẽ tiếp tục Lina